Khó khăn về thu nhập và nhà ở tiếp tục là mối quan tâm của người lao động tại Hà Nội. Thu nhập này chưa đáp ứng được chi phí sinh hoạt khi giá cả đắt đỏ, nhất là với gia đình nuôi con nhỏ, ông Tạ Văn Dưỡng, trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động Hà Nội chia sẻ với báo giới, chiều 11 tháng 10. Ông Dưỡng cho biết làn sóng cắt giảm việc làm tiếp diễn một năm qua khiến thu nhập lao động càng giảm sút. Tới quý 3, 2023, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may, giày da, chế biến gỗ vẫn thiếu hụt đơn hàng. Toàn thành phố có khoảng 2,7 triệu lao động làm việc tại 270.000 doanh nghiệp, 80% trong số này là người ngoại tỉnh. Riêng các khu công nghiệp thu hút khoảng 165.000 người và nhà ở vẫn là vấn đề bức xúc nhất với lao động. Đại diện công đoàn Hà Nội nêu thực tế khu nhà ở công nhân ở Kim Trung, Đông Anh mới đáp ứng được 30% nhu cầu công nhân, 70% còn lại phải thuê trọ ngoài dân cư. Nhà ở công nhân Kim Trung tồn tại nhiều bất cập, hàng loạt phòng trống nhưng lao động không thuê được hoặc thiết kế không hợp lý. Ví dụ một phòng 20 công nhân sinh hoạt nhưng chỉ có một nhà vệ sinh. Theo ông Dưỡng, Liên đoàn tiếp nhận nhiều góp ý của lao động mong muốn luật nhà ở sửa đổi sớm hoàn thiện cơ chế cho người thu nhập thấp tiếp cận với mức giá hợp lý. Đồng thời, điều kiện mua nhà cũng cần thay đổi khi đã lỗi thời với người thu nhập thấp. Ông Hà Đông, trưởng ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động Hà Nội, cho rằng để người lao động cống hiến cho thành phố, ngoài đảm bảo thu nhập, các cấp phải quan tâm đến nhà ở, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa cho công nhân các khu công nghiệp hiện thiếu trầm trọng nơi vui chơi giải trí cho người lao động vì quỹ đất lẫn nguồn lực có hạn trong tương lai khi thành lập khu công nghiệp mới thành phố cần dành quỹ đất